Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những tin tức nổi bật trong ngày về không khí tất bật trước thềm Tết Nguyên Đán với nhiều hoạt động sôi nổi. Tối nay chính thức khai mạc đường hoa, đường sắt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những hoạt động ý nghĩa mang Tết sớm đến với các bệnh viện dã chiến. Anh sản xuất đồng xu mới mừng 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Hàng loạt xe máy chết máy sau khi đổ xăng nghi pha lẫn tạp chất. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo cập nhật về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố đến ngày 27 tháng 1. Theo đó, thành phố vẫn duy trì dịch ở cấp độ 1 vùng xanh. Ở cấp phường xã có 308 địa phương đạt cấp độ 1 và chỉ còn 4 địa phương đạt cấp độ 2. Trong tuần từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 1, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 895 ca mắc mới, giảm sâu so với tuần trước đó với 1.802 ca. Như vậy, chỉ tiêu số ca mắc mới trong cộng đồng trên 100.000 người trên một tuần trên địa bàn thành phố đã đạt mức độ 1. Bên cạnh đó, tính đến ngày 27 tháng 1, 100% người dân từ 18 tuổi trở lên tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Trong đó, 94% người từ 50 tuổi trở lên đã được tiêm đủ liều vaccine. Bắt đầu từ hôm nay 29 tháng 1, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân nhằm củng cố miễn dịch phòng COVID-19. Chiến dịch được thực hiện trong hai giai đoạn, kéo dài đến hết tháng 2 năm 2022. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2, duy trì tối thiểu một điểm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cố định, hoạt động trong suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán tại các bệnh viện cấp huyện, bệnh viện đa khoa khu vực trên địa bàn thành phố. Giai đoạn 2 từ ngày 7 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2, mở lại hoạt động tiêm vaccine COVID-19 tại tất cả điểm tiêm chủng, cố định, cộng đồng, lưu động trên địa bàn thành phố. Đối tượng tiêm chủng là toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên, có chỉ định về đến thời gian tiêm, được tiêm vaccine theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Người dân đang ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, bất kể là thường trú hay tạm trú, có nhu cầu tiêm vaccine, có thể đến bất kỳ điểm tiêm nào trên địa bàn để được tiêm chủng mà không cần đăng ký danh sách trước. Việc tiêm chủng là hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, ít phút nữa đây vào lúc 19 giờ, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 sẽ chính thức khai mạc. Đường hoa năm nay ghi đậm dấu ấn về một giai đoạn lịch sử khó quên của Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hồi sinh sau dịch bệnh. Đường hoa và đường sách sẽ tiếp đón người dân và du khách đến tham quan trong vòng 7 ngày, kéo dài từ ngày 22 tháng 1 tức 28 tháng Chạp đến ngày 28 tháng 1 tức mùng 4 Tết. Trải dài hơn 600 mét trên tuyến đường đi bộ, đường hoa Nguyễn Huệ Nhâm Dần 2022 sẽ mang đến cho người dân và du khách diện mạo của một thành phố tràn đầy sức sống, năng động, phát triển phồn vinh trong sự hài hòa các giá trị văn hóa cốt lõi. Tích hợp những giá trị văn hóa vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại, nhiều thay đổi trong bố cục và nghệ thuật tạo hình, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên một không gian trải nghiệm đáng nhớ đối với người dân thành phố và du khách trong những ngày xuân mới. Trong chiều nay, lễ hội đường sách Tết 2022 trên các tuyến đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ, Ngô Đức Kế chính thức khai mạc, trưng bày 50.000 tựa sách. Lễ hội đường sách Tết năm nay bố trí 9 cổng ra vào và 4 lối đi chung với đường hoa để tạo thuận tiện cho khách tham quan và đảm bảo công tác kiểm soát phòng chống dịch. Tại mỗi cổng đều có mã QR code, khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, nước rửa tay và phát khẩu trang cho khách. Ban tổ chức khuyến cáo khách tham quan đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch, không tháo khẩu trang khi chụp hình. Ngày Tết, mọi người ai cũng muốn đoàn tụ sum vầy bên gia đình và người thân. Với mong muốn mang lại động lực tinh thần cho các bệnh nhân, Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến xe yêu thương đưa khoảng 200 bệnh nhân ung thư trở về nhà đón Tết cùng gia đình. Ngày cận Tết, khuôn viên Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh trở nên náo nhiệt hơn bình thường khi nhiều bệnh nhân và người nhà được lên xe về quê đón Tết. Chuyến xe đặc biệt này do Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm kết hợp Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Mỗi bệnh nhân lên xe còn được tặng một phần quà và lì xì. Xe cộng đồng này thì nó có nhiều cái ý nghĩa, bệnh nhân rất là vui tươi và phấn khởi lắm. Cả bản thân tôi cũng vậy nữa, tôi cũng mừng. Chúng tôi công tác với Bệnh viện Ung bướu đã 18 năm liên tục. Từ năm nào chúng tôi cũng đưa tất cả các bệnh nhân đang bị nặng và khó khăn về đó mà được đi sum họp về gia đình. Đây là một cái niềm vui của bệnh nhân và niềm vui của chúng tôi.
Không chỉ đơn giản đưa bệnh nhân trở về quê, đây còn là chuyến xe của tình thương, của sự chia sẻ, để ai cũng có một cái Tết sum vầy, hạnh phúc. Niềm vui nhân lên rất nhiều khi họ đã trải qua thời gian dài nằm viện, cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh, nay mới có cơ hội về nhà. Trong khi đó, những bệnh nhân không thể về quê, cũng như là đội ngũ y bác sĩ phải trực bệnh viện xuyên Tết, cũng cảm thấy ấm lòng khi nhiều hoạt động dành riêng cho họ được tổ chức. Đội tình nguyện viên nghệ sĩ Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã mang không khí Tết sớm đến Bệnh viện Dã chiến số 14 quận Tân Phú và Bệnh viện Dã chiến số 12 thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động trang trí góc xuân, gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ với lực lượng y bác sĩ. Tham gia hoạt động này có ca sĩ Phương Thanh, Ngọc Linh, Quốc Đại, ST Sơn Thạch và nhiều văn nghệ sĩ khác. Các y bác sĩ, tình nguyện viên và văn nghệ sĩ đã cùng nhau gói bánh chưng trong không khí rộn ràng của những ca khúc nhạc xuân do chính các ca sĩ biểu diễn phục vụ. Hãy mang những cái món quà tinh thần, hãy mang tất cả những cái tình cảm ấm áp nhất đến với các lực lượng tuyến đầu để giúp họ có thể vững tinh thần. Cảm ơn rất nhiều các y bác sĩ và các tình nguyện viên vẫn hàng ngày, hàng giờ chiến đấu với lại dịch bệnh, dù là Tết hay không thì các bạn vẫn lên giữ cái vị trí của mình. Một số anh chị là ở tỉnh nữa, Tết đến rồi thì thật sự là ai cũng nhớ nhà. Mình thấy cái không khí Tết nó đã tới nơi rồi. Anh em ở đây ai cũng rất là phấn khởi. Đúng như tên gọi, vẹn nguyên tinh thần Tết, chương trình đã giúp những người không thể về nhà sum họp ngày Tết vẫn cảm thấy ấm tình xuân. Tiếp theo là cụm tin vắn, những địa điểm tham quan vui chơi ở thành phố Hồ Chí Minh, khu du lịch Suối Tiên, công viên Đầm Sen, Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ mở cửa phục vụ xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán với nhiều chương trình xuân đặc biệt và giá vé không thay đổi. Các khu du lịch này sẽ mở cửa từ sáng mùng 1 Tết với giá vé cụ thể như sau. Suối Tiên bán vé theo hình thức combo với giá từ 180.000 đến 415.000 đồng một vé cho trẻ em, từ 290.000 đến 680.000 đồng một vé cho người lớn. Công viên Văn hóa Đầm Sen, vé cổng có giá 120.000 đồng cho người lớn và 80.000 đồng cho trẻ em. Thảo Cầm Viên Sài Gòn có giá 60.000 đồng cho người lớn và 40.000 đồng cho trẻ em. Chính phủ vừa đồng ý đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng tần suất chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách đến các địa bàn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và mở rộng địa bàn thí điểm tới châu Âu và Australia nhằm đáp ứng nhu cầu về nước của người Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp Tết Nguyên Đán. Người nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thông lệ quốc tế không phải thực hiện xét nghiệm nhanh trước khi lên và sau khi xuống tàu bay. Chính phủ đã ban hành Nghị định 15 quy định giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022. Theo đó, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, giờ giảm còn 8%. Quy định này không áp dụng với các nhóm hàng hóa, dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, hóa chất, hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Không khí Tết đang tràn ngập khắp nơi và đặc biệt rộn ràng ở các vùng chuyên trồng cây trái hoa kiểng như Đồng Tháp. Quýt hồng là một loại cây ăn trái đặc sản ở huyện Lai Vung, cho thu hoạch đúng vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Tết năm nay nhà vườn rất phấn khởi bởi quýt năng suất khá cao và giá bán cũng cao. Thời điểm này, các vườn quýt hồng ở Lai Vung đã và đang tất bật thu hoạch để chuyển đi khắp các nơi tiêu thụ. Năng suất và giá bán năm nay đều tăng. Cái năng suất nó cao hơn năm rồi gấp rưỡi, giá cũng được giá cho nên kinh tế nó có khám khá hơn so với năm 2021. Theo đánh giá của các thương lái thì năm nay quýt hồng Lai Vung chất lượng hơn năm ngoái. Năm nay thì coi như là nó đỡ hơn năm rồi, đẹp hơn, lớn trái hơn. Thì hàng nào coi như là nó đẹp, nó bóng bẩy thì mình mua. Vụ quýt Tết này, toàn huyện Lai Vung dự kiến cung cấp khoảng 2.500 tấn, cao hơn gấp 1,5 lần năm ngoái. Với giá bán tại vườn dao động từ 35 đến 45.000 đồng 1 kg, người trồng quýt hồng có một mùa quýt như ý. Trong khi đó, tại chợ hoa xuân Cao Lãnh, các loại hoa Tết như cúc mâm xôi, cúc ti cô, cúc đồng tiền, hoa hồng đều có chất lượng tốt, bông đều và đẹp. Theo nhiều tiểu thương, do sản lượng giảm mạnh và giá vật tư nông nghiệp tăng, nên năm nay giá hoa kiểng tăng nhẹ.
Nguồn hàng năm nay là rất là khan hiếm, tất cả mặt hàng nó mắc hơn là hiện tại là 20%. Dự đoán năm nay hoa rất là hốt và không còn, tại vì hiện tại tất cả các vườn đều hết hàng. Tết Việt này mình cũng phải chào đón mới, nhà cửa đi chợ bông hoa tươi, lúc nào cây cây trái sặc sỡ. Hơn 900 bô đều được người dân đăng ký tham gia chợ hoa. Chợ hoa Tết không chỉ là nơi giao thương mà còn là không gian để mọi người du xuân, cảm nhận không khí Tết đang đến gần. Ngay sau đây trong chương trình: thăm chợ hoa lớn nhất Quảng Đông để xem không khí đón Tết tại Trung Quốc. Hai ca ghép tạng từ tim thận của heo biến đổi gen mở ra hy vọng mới cho con người. Không khí chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán tại Trung Quốc năm nay khá trầm lắng do ảnh hưởng từ các quy định kiểm soát dịch bệnh hiện tại nên người dân hạn chế tụ tập đông người, các hoạt động lễ hội cũng bị hạn chế. Ghi nhận tại chợ hoa Liên Nam, chợ hoa lớn nhất ở tỉnh Quảng Đông, cảnh mua bán không được đông đúc như trước khi dịch bùng phát. Theo các tiểu thương, khách mua hoa ít hơn và nhiều người đến chủ yếu để ngắm hoa. Do dịch bệnh nên không tổ chức đường hoa, tôi đến đây để thưởng hoa và trải nghiệm không khí xuân. Số người đến đây năm nay ít hơn một nửa. Ở một số khu vực, dịch bệnh đang rất nghiêm trọng nên người ta hạn chế ra ngoài. Trung Quốc hiện vẫn đang duy trì chính sách Zero Covid với các lệnh kiểm soát dịch nghiêm ngặt. Nhiều gia đình chọn ăn Tết ở nhà, không đi chúc Tết để tránh lây lan dịch bệnh. Cộng đồng người Hoa tại Thái Lan cũng đã bắt đầu các hoạt động đón mừng Tết Nhâm Dần 2022. Tại thủ đô Bangkok, nhiều tiểu cảnh bày trí đã được dựng lên. Nhiều người rủ nhau đi chùa, cầu nguyện cho một năm mới bình an, nhiều điều may. Tại một trong những trung tâm mua sắm sầm uất nhất ở Bangkok cũng diễn ra các hoạt động nghệ thuật mang không khí xuân rộn ràng đến với mọi người. Sưởng đúc tiền hoàng gia Royal Mint tại Anh vừa công bố những hình ảnh sản xuất đồng xu mới mệnh giá 50 xu mừng 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Đồng tiền sẽ được lưu hành vào ngày 7 tháng 2 tới. Vào ngày 6 tháng 2 năm 1952, Elizabeth đệ nhị trở thành người kế vị ở tuổi 25 sau khi cha bà là vua George đệ lục qua đời. Và cùng ngày này năm 2022, vị nữ hoàng 95 tuổi sẽ trở thành người đầu tiên tri vì Vương quốc Anh, 14 quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung và 14 vùng lãnh thổ hải ngoại trong 70 năm. Điểm Buckingham thông báo kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện từ ngày 2 tháng 6 sắp tới, kỷ niệm ngày đăng quang của nữ hoàng. Lễ hội bao gồm các hoạt động diễu binh, thắp đuốc tại hàng ngàn thị trấn và thành phố thuộc Anh và một cuộc diễu hành khổng lồ kết hợp sân khấu, xiếc, âm nhạc, nghệ thuật đường phố tại thủ đô London. Giới y khoa thế giới vẫn đang dõi theo hai bệnh nhân người Mỹ vừa được ghép tạng từ tim và thận của heo biến đổi gen. Sự kiện này mở ra hy vọng cứu sống hàng trăm ngàn bệnh nhân và giải quyết tình trạng khan hiếm nội tạng hiến tặng trên thế giới. Hai bệnh nhân này đều nhận được nội tạng từ heo đã qua 10 lần biến đổi gen để khiến chúng phù hợp hơn với cơ thể con người. Ca ghép thận thực sự mở ra một nguồn cung không giới hạn, cung cấp thận nói chung và tạng thay thế nói riêng cho bệnh nhân Mỹ cũng như trên thế giới. Heo có lợi thế hơn các loài linh trưởng trong việc cung cấp nội tạng vì chúng dễ nuôi và đạt kích thước tạng của người trưởng thành trong 6 tháng. Công nghệ biến đổi gen cho phép các nhà khoa học khắc phục được những khác biệt của nội tạng từ những động vật khác loài. Tuổi thọ của heo có thể lên tới hàng chục năm, vì vậy mà phần tạng được ghép cũng có tuổi thọ rất hứa hẹn trong cơ thể người. Tuy nhiên, rào cản hiện nay là việc cấp phép của ghép tạng khác loài đã thành công, nhưng nó đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực nhiều thập niên qua nhằm tìm giải pháp cứu người bằng tạng động vật. Thủ đô Nairobi của Kenya vừa đưa vào vận hành xe buýt điện lần đầu tiên đón khách theo cách thân thiện hơn với môi trường. Thậm chí là cả tài xế xe buýt có thể đem xe cũ đến đổi xe điện. Ngoài việc giúp giảm lượng khí thải carbon ra môi trường, nhà sản xuất cho biết xe điện cũng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị hơn cho cả hành khách và người lái xe. Nó rất yên tĩnh, hoàn toàn không có tiếng ồn, không có khói. Bạn cũng không cảm nhận bất kỳ rung lắc nào như trên những chiếc xe buýt thông thường. Là tài xế, bạn hoàn toàn cảm thấy yên tâm, nó an toàn tuyệt đối. Công ty công nghệ Opibus đã sử dụng những chiếc xe buýt sẵn có và thay động cơ đốt trong diesel bằng động cơ điện, giúp giảm 80% chi phí bảo trì. Chúng tôi đang hướng tới tuổi thọ của pin khoảng 8-10 năm. Sau mỗi lần sạc, xe chạy được ít nhất 120 km. Xe buýt điện được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn ở thủ đô của Kenya, nơi mà hầu hết các phương tiện chạy bằng nhiên liệu xăng và dầu diesel gây ô nhiễm.
Trung Quốc vừa ban hành một dự thảo quy định đối với các nhà cung cấp nội dung liên quan đến việc thay đổi dữ liệu khuôn mặt và giọng nói. Bước đi này nhằm ngăn chặn deepfake, công nghệ trí tuệ nhân tạo cho phép chỉnh sửa khuôn mặt, khẩu hình của nhân vật trong video hoặc ảnh. Quy định mới sẽ giúp bảo vệ người dân Trung Quốc tránh bị mạo danh trái phép, lợi dụng vào mục đích thao túng thông tin hoặc đưa thông tin sai. Bất kỳ nền tảng hoặc công ty nào sử dụng thuật toán deep learning hoặc thực tế ảo VR để thay đổi hoặc chỉnh sửa các nội dung trực tuyến sẽ phải tuân thủ các quy định về đạo đức xã hội. Dự thảo cũng quy định mức phạt tiền từ 10.000 đến 100.000 nhân dân tệ, tương đương 1.600 đến 16.000 đô la Mỹ đối với người vi phạm lần đầu, và có thể bị khởi kiện dân sự hoặc hình sự tùy theo các mức độ vi phạm. Vuốt ve những con báo đốm hay chơi đùa cùng răng rắn nghe có vẻ hơi mạo hiểm, nhưng đây là một biện pháp điều trị tâm lý đặc biệt dành cho trẻ em đang được áp dụng tại Cuba. Chương trình điều trị đặc biệt và hoàn toàn miễn phí này diễn ra ở Sở Thú Quốc gia Cuba. Trẻ được xoa đầu cưng nựng những con báo đốm con, vuốt ve làn da trần láng của những con rắn, con trăng hoặc là cho bò zebu uống sữa. Mục tiêu của ban tổ chức là giúp các trẻ mắc hội chứng đau, trẻ tự kỷ và những trẻ có nhu cầu đặc biệt khác vượt qua được tâm lý sợ hãi. Bên cạnh việc giúp các bé vượt qua được nỗi sợ, thì chương trình còn khuyến khích các bé quan tâm và bảo vệ môi trường hơn, đặc biệt là biết quan tâm và bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Sau khi tham gia chương trình, các em đã tiến bộ hơn rất nhiều trong việc học. Các em cũng rất thích đến đây. Sở thú quốc gia Cuba là điểm đến yêu thích của người dân và du khách với gần 1.500 cá thể thuộc hơn 120 loài động vật khác nhau. Dù đã qua đời năm 2020, song Pierre Cardin vẫn để lại ảnh hưởng lớn trong làng thời trang thế giới. Một buổi biểu diễn tri ân nhà thiết kế tài danh này vừa được tổ chức tại thủ đô Paris, Pháp. Buổi trình diễn được đặt tên là Cosmocop 3022, giới thiệu những sáng tạo cuối cùng của Pierre Cardin và những tác phẩm mới nhất của thương hiệu, nay được điều hành bởi cháu trai của ông là Rodrigo Basilicati Cardin. Trên sàn catwalk, các người mẫu khoác lên mình những chiếc váy kiểu dáng cổ điển những năm 1960 kết hợp với giày bút da. Một số người mẫu hóa thân thành phi hành gia trong những chiếc áo đính sequin và quần sáng bóng. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 60 năm, Pierre Cardin khiến giới thời trang ngưỡng mộ bởi những ý tưởng táo bạo của mình. Ông cũng là nhà thiết kế đầu tiên bán các bộ sưu tập quần áo của mình trong cửa hàng bách hóa, đồng thời đi tiên phong trong việc kinh doanh nước hoa và thậm chí cả thực phẩm. Những mảng sau này đã mang lại lợi nhuận cho nhiều hãng thời trang khác. Ngày hôm nay, nhiều tiệm sửa xe ở xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang liên tục nhận khách hàng ghé vào thay xăng xe máy bị hư hỏng. Nguyên nhân nghi là do đổ xăng có lẫn tạp chất. Tất cả các trường hợp bị tắt máy xe sau khi đổ xăng đều xác nhận đã mua xăng tại một cây xăng ở ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, theo hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Khi vào tiệm sửa xe Dương Phúc, ông Tùng phát hiện nhiều người cũng bị tương tự như ông và cũng vừa đổ xăng ở cây xăng nói trên. Đổ xăng rồi tôi lấy nấm ra rồi tôi đi lại đây tới đây nè. Chiếc xe cạch cạch tôi nói ủa sao kỳ vậy? Lại đây cái ông này nó cô mới đổ xăng phải không? Ừ. Rồi vậy là y chang. Xăng được rút ra từ trong các xe trên có màu vàng đục khác thường. Sau khi xe được rút hết xăng và đổ xăng mới thì máy xe khởi động trở lại. Theo một thợ sửa xe, xăng được rút ra đều có tạp chất nghi là lẫn nước trong xăng. Một vụ cháy nhà và tàu cá xảy ra vào tối hôm qua tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, ngay tại khu vực Cống Ba Hòn, có hàng chục tàu cá vào bờ neo đậu. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy vẫn đang được điều tra. Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 28 tháng 1, lửa bùng phát tại hai căn nhà tạm, sau đó cháy lan sang các tàu đánh bắt hải sản neo đậu sau nhà. Các tàu sau khi cháy bị đứt dây và trôi dạt theo nhiều hướng khác nhau, về hướng cống ngăn mặn Ba Hòn. Lực lượng chữa cháy địa phương đã huy động toàn bộ phương tiện tới hiện trường chữa cháy. Đến 21 giờ, lửa được khống chế. Nhưng chỉ vài phút sau, hai tàu được chữa cháy trước đó bùng phát trở lại. Đến 23 giờ thì đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Dù cháy đã thiêu rụi hai căn nhà tạm, ba căn khác liền kề cũng bị cháy xém. Có 11 tàu đánh bắt hải sản bị cháy, trong đó có nhiều chiếc bị cháy rụi và chìm tại chỗ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Lương cho biết đã tạm giữ một nghi can được cho là đã có hành vi phóng hỏa đốt nhà gây ra vụ cháy nói trên.
Thưa quý vị, hôm nay Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt được hung thủ gây ra vụ án mạng tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Đó là Vũ Văn Tuất, sinh năm 1994, trú tại tỉnh Tuyên Quang. Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của người dân phát hiện thi thể chị Trần Thị Lụa, sinh năm 1976, quê tỉnh Nam Định, tử vong tại phòng trọ. Quá trình điều tra xác định, chị Lụa là người khuyết tật, bị câm điếc, sống độc thân, làm nghề bán hàng nước tại khu vực phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Tối ngày 24 tháng 1, Vũ Văn Tuất đến phòng trọ của chị Lụa chơi và ngủ lại. Đến 4 giờ sáng hôm sau, khi chị Lụa đang ngủ, Tuất đã dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, đối tượng lấy của nạn nhân 2 chiếc nhẫn, 1 đôi bông tai, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và 1 điện thoại di động. Gây án xong, Tuất bỏ trốn. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Yên Bái cho biết vừa bắt giữ một cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt gần 800 triệu đồng rồi bỏ trốn. Các đối tượng đã được di lý từ Bình Dương về Yên Bái để xử lý. Đó là Nguyễn Thị Hương, 46 tuổi và chồng là Nguyễn Đức Đoàn, 49 tuổi, trú tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Theo kết quả điều tra, lợi dụng sự tin tưởng của chị Phạm Thị Lệ Quyên, 41 tuổi, trú tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, vợ chồng Hương và Đoàn đã chiếm đoạt gần 800 triệu đồng tìm mua gián gỗ bóc của chị Quyên. Đến khi chị Quyên đến nhà để đòi nợ, thì hai đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Đức Đoàn. Đến ngày 22 tháng 1, lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt được hai đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây hôm nay. Xin chúc quý vị có một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp. Và quý vị đừng quên mở TV lúc 6 giờ 30 phút sáng mai để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.